sự kiện NVFC18 và kết nối thiết kế đẹp của NVFC7. Chiếc VLUS này bắt đầu áp dụng màn hình viền mỏng tràn viền với tỷ lệ 18:9 trên kích thước máy SLS HD 1080x2160. Đây cũng là mẫu SLAC-VLUS đầu tiên của NVFC sử dụng kiểu màn hình này, phù hợp với xu thế thời đại. Một điểm nhấn khác của NVFC7.